Hello everybody. Xin chào tất cả các em. Nice to meet you again. I am Nga. Today I'm going to review English tenses. Ngày hôm nay, cô sẽ ôn lại các thì của tiếng Anh. Như các em đã biết, các thì tiếng Anh là điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng đối với người học tiếng Anh. Bình thường các em phải nắm vững 8 thì, 3 thì hiện tại, 3 thì quá khứ và 2 thì tương lai. Trong giờ học hôm nay, cô sẽ ôn lại cho các em 3 thì quá khứ. Nào, let's get started. Chúng ta bắt đầu nhé. Đó là những từ thì gì? Thứ nhất đó là the simple past tense. Two, the past continuous tense. And the past perfect tense. Bây giờ chúng ta cùng đi vào thì đầu tiên. The simple past tense thì quá khứ đơn. Các em hãy xem ba câu sau đây. Câu thứ nhất. I work dot 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 to school yesterday. Câu thứ hai. They buy dot 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 a car 2 years ago. Và câu thứ ba. Pastor died in 1895. Thì trong câu thứ nhất có chữ yesterday. Vì thế, động từ work chúng ta chia là worked. Trong câu thứ hai có chữ 2 years ago. Đây là trạng từ chỉ thời gian rất là rõ ràng ở trong quá khứ 2 years ago. Vậy chữ buy trở thành bought. Và câu thứ ba có một cái thời điểm cụ thể ở trong quá khứ. Vậy động từ die chúng ta chia là died. Ok. Vậy chúng ta đi vào cách dùng của thì quá khứ đơn. An action happened and completely finished in the past. Một hành động đã xảy ra và hoàn toàn kết thúc ở trong quá khứ. Như vậy, cái hành động ở quá khứ đơn không còn liên quan gì đến hiện tại nữa. Xảy ra và hoàn toàn kết thúc trong quá khứ. Với các cái trạng từ chỉ thời gian như sau. Yesterday, last week, last month, last year. Hoặc là ago. Chúng ta thường hay nói 2 years ago. Hoặc là 5 days ago. Hoặc là in cộng với một năm gì đó. Ví dụ, in 1975, in 2015. Hoặc chúng ta có thể dùng cả cụm từ when we were young, khi chúng ta còn trẻ. The next, an action happening in a period of time in the past and completely finished. Một hành động đã xảy ra ở trong một khoảng thời gian trong quá khứ và hoàn toàn kết thúc. Lưu ý ở đây là trong một khoảng thời gian. Ví dụ, he worked in that bank for 10 years. Ông ấy đã làm trong nhà băng đó trong vòng 10 năm. That means he doesn't work in that bank now. Câu này có nghĩa là bây giờ ông ấy không còn làm việc trong ngân hàng đó nữa. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Mozart đã mất từ lâu, vì vậy thế chúng ta dùng động từ wrote. Ông ấy đã viết hơn 600 bản nhạc. Cách dùng tiếp theo. A series of action happening one after one. Một chuỗi các hành động xảy ra kế tiếp nhau. Một chuỗi các cái hành động, tức là có thể 2 hoặc 3 hành động. When he heard the bell, he woke up. Khi anh ấy nghe tiếng chuông thì anh ấy tỉnh giấc. Nghe và tỉnh, 2 hành động kế tiếp nhau. Anh ấy nghe và anh ấy tỉnh ra, tỉnh giấc. Câu tiếp theo. She drove into the car park, got out of the car, locked the doors and walked towards the theater. Những cái động từ như drove, got, locked and walked
đều là những động từ xảy ra kế tiếp nhau. Vậy khi gặp nhiều hành động cùng một lúc trong quá khứ như vậy thì các em sẽ dùng quá khứ đơn. Chúng ta đi vào cấu trúc của thì quá khứ đơn. I, you, he, she, it, we, they. Nghĩa là different subject. Tất cả các ngôi khác nhau thì chúng ta đều dùng verb cộng với ed hoặc là verb to. Ở đây chúng ta lưu ý đối với động từ hợp quy tắc regular verbs thì các em sẽ thêm ed vào sau động từ nguyên mẫu. Ví dụ, finish, finished, stopped, stopped. Trường hợp này stop là một nguyên âm duy nhất đứng trước một phụ âm cuối. Đấy, một nguyên âm duy nhất đứng trước một phụ âm cuối thì các em gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ed. Tiếp theo động từ save đã có chữ e thì chúng ta chỉ cần thêm d, saved. Happen có hai nguyên âm, vì thế chúng ta không gấp đôi phụ âm và thêm ed bình thường. Đối với động từ bất quy tắc irregular verbs thì các em dùng ở bảng cột 2 của đoạn động từ bất quy tắc. Ví dụ, see, saw, buy, bought, leave, left, wake, woke, understand, understood. Chúng ta đi sang thì thứ hai. The past continuous tense thì quá khứ tiếp diễn. Let's have a look. Ở đây, đồng hồ chỉ 5 giờ chiều của ngày hôm qua. At 5 o'clock yesterday afternoon, he was playing football with his friends. Vào 5 giờ chiều ngày hôm qua, cậu ấy đang chơi đá banh với bạn bè của mình. Trong câu này có chứa cái thời gian xác định ở trong quá khứ. Một khoảng thời gian ở trong quá khứ là vào lúc 5 giờ. Vậy chúng ta cùng xem cấu trúc của câu ở hiện tại, ở quá khứ tiếp diễn. Đối với các ngôi I, he, she, it, các em dùng was. We, you, they thì dùng were. Và cộng với động từ chính thêm đuôi ing. Nếu như ở hiện tại tiếp diễn thì các em dùng am, is, are cộng verb ing thì quá khứ tiếp diễn lùi động từ to be về một thì. Lùi về một thì đó là was và were cũng chia theo số ít và số nhiều. Các em lưu ý. Về cách dùng thì quá khứ tiếp diễn được dùng như thế nào? An action was happening at a point of time in the past. Một hành động đang xảy ra tại một thời điểm ở trong quá khứ. Các em lưu ý ở trong câu này người ta nhấn mạnh đến thời điểm. Có nghĩa là phải có số giờ. Ví dụ, at 3 o'clock yesterday afternoon, I was hanging out with my friends. Vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua, tôi đang chơi đùa với bạn bè. Hang out là chơi đùa. What were you doing at 10 o'clock last night? Có số giờ trong câu hỏi. Cách dùng thứ hai. Hai hay nhiều hành động xảy ra đồng thời ở trong quá khứ. Em lưu ý là hai hoặc nhiều hành động nó xảy ra song song với nhau. Ví dụ, yesterday I was cooking while my sister was watering the flowers. While I was listening to music, my father was watching television. Thì cũng là trong quá khứ là yesterday, nhưng câu này sử dụng với while là trong khi. Vậy hai hành động xảy ra đồng thời với nhau thì cả hai vế các em đều chia ở quá khứ tiếp diễn. Trong khi tôi đang nghe nhạc thì bố tôi đang xem TV. Cách dùng tiếp theo. Một hành động đang diễn ra trong quá khứ thì một hành động khác chen vào. One short action interrupted one long continuing action. Một hành động ngắn cắt ngang một cái hành động dài.
cô có thể minh họa cái cách dùng này bằng một cái trục thời gian. Cô vẽ một cái trục thời gian. Ở đây là quá khứ. Một hành động đang xảy ra ở trong quá khứ. Đó, một hành động đang xảy ra thì một hành động khác cắt ngang vào. Chúng ta gọi một hành động dài và một hành động ngắn. Hành động dài thì chia ở quá khứ tiếp diễn. Hành động ngắn chia ở quá khứ đơn. Các em xem ví dụ này nhé. When he came, they were having dinner. While I was watching television, the telephone rang. Khi anh ta đến, chúng tôi đang ăn tối. Câu này có nghĩa là cái hành động chúng tôi ăn là hành động kéo dài, còn cái hành động anh ấy đến là hành động cắt ngang vào. Tương tự như vậy, trong khi tôi đang xem TV, cái hành động xem TV là hành động kéo dài, còn cái hành động mà điện thoại reo là hành động cắt ngang. Đây là một cái cách dùng rất đặc biệt của thì quá khứ tiếp diễn dùng chung với quá khứ đơn. Đấy, các em nhìn lại đi. Cách dùng thứ tư, hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ gây khó chịu cho người khác. Thường là dùng với chữ always. He was always ringing me up. Cậu ấy lúc nào cũng gọi điện cho tôi. Đấy, dùng quá khứ với chữ always. Chú ý, không dùng thì quá khứ tiếp diễn cho các động từ chỉ nhận thức, trạng thái, stative verb. Ví dụ như là hear, feel, know, want, need, hate. Đây là những cái động từ chỉ nhận thức thì chúng ta không bao giờ chia ở dạng tiếp diễn. Ví dụ, he felt tired at that time. Ở trong câu này có chữ at that time, tức là vào thời điểm đấy, cậu ấy cảm thấy mệt. Đấy, nhưng chúng ta không nói là was feeling, mà chúng ta phải dùng felt. He felt. Tương tự câu thứ hai, we wanted to call you. Chúng tôi đang định gọi cho bạn. Thì chúng ta không dùng là we were wanting, tại vì want là động từ trạng thái, chỉ cái cảm xúc hoặc là sở thích. Chúng ta đi vào bài tập. Put the verb into the correct form, simple past or past continuous. Các em sẽ đặt các động từ vào dạng quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn. Các em sẽ có 4 câu. Nào bây giờ các em làm đi. Các em xong chưa? Let's check. Chúng ta cùng sửa nhé. Ở trong câu thứ nhất có chữ là 7 a.m. yesterday. Vào 7 giờ sáng ngày hôm qua. Như vậy ở đây đã có một cái mốc thời gian là số giờ cộng với yesterday. Thì chúng ta phải chia ở quá khứ tiếp diễn là he was practicing. Ok. Câu thứ hai, I saw Maggie at the party. She wear a red coat. Cái câu đầu tiên có chứa cái manh mối đó là I saw. Tôi đã gặp Maggie tại bữa tiệc. Động từ này chia ở quá khứ là saw. Vậy ở phía đằng sau phải dùng quá khứ tiếp diễn. She was wearing. Cô ấy đang mặc một cái áo khoác đỏ. Câu thứ ba. When Martin arrived dot 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 home and talked to someone on the phone. Ở đây có một hành động ngắn và một hành động dài. Hành động ngắn đó là đến và hành động dài là đang nói chuyện. Vậy như cách khi nãy cô đã hướng dẫn thì cả em sẽ dùng ở vế có chứa went với động từ ở simple past đó là arrived. Còn ở mệnh đề còn lại cả em sẽ chia ở quá khứ tiếp diễn là was talking. Number 4. Ở trong câu số 4 này chúng ta có chữ 10 years ago. Vậy rõ ràng chúng ta dễ dàng xác định đó là quá khứ đơn. Died. Very good.
Mời các em đi sang thì tiếp theo. The past perfect tense, thì quá khứ hoàn thành. Các em hãy xem các câu sau đây của cô. Ở trong ba câu này đều có I have finished my homework. Tuy nhiên vế ở đằng sau nó thay đổi. Câu thứ nhất là before I go went to bed. Câu thứ hai là before 9 o'clock last night. Và câu thứ ba before the dinner. Như vậy, sau chữ before, chúng ta có thể dùng một mệnh đề hoặc một mốc thời gian trong quá khứ hoặc một danh từ. Nhưng hễ cứ gặp thấy chữ có before thì các em dùng cho cô quá khứ hoàn thành. Chúng ta cùng xét đến công thức của thì này nhé. Đó là chủ ngữ cộng với had cộng với verb ed hoặc là verb tre thì quá khứ hoàn thành. Nếu như hiện tại hoàn thành là have a had thì chúng ta dùng quá khứ là had cho tất cả các ngôi. Ví dụ, my mother was angry because I had broken the vase. Ở đây, hành động mẹ tôi nổi giận bởi vì tôi đã làm vỡ cái bình. Cái việc tôi làm vỡ phải xảy ra trước và mẹ nổi giận xảy ra sau. Vậy, hành động xảy ra trước thì chúng ta dùng quá khứ hoàn thành. Uses. Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hai hành động đều xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng quá khứ hoàn thành. Hành động nào xảy ra sau thì dùng quá khứ đơn. Đấy, các em nhớ hành động trước và hành động sau. For example, when I came to the party, everybody had left. Khi tôi đến bữa tiệc, mọi người đã ra về. Có nghĩa là tôi đến vào lúc 8 giờ thì mọi người đã về trước vào lúc 7 giờ 45 rồi. Hoặc là when he came to the station, the train had left. Khi anh ta đến nhà ga thì con tàu đã đi rồi. Có nghĩa là con tàu đã chạy trước khi anh ấy đến. Cách dùng thứ hai, hành động xảy ra và kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ. For example, I had lived in Huế before 1990. Tôi đã sống ở Huế trước năm 1990. Ở đây một mốc thời gian trong quá khứ là năm 1990 đã hoàn toàn ở lùi về quá khứ. Cách dùng thứ ba, hành động xảy ra và kéo dài đến một thời điểm nào đó trong quá khứ. Các em lưu ý đây là nói đến thời điểm. Ví dụ như là by the time I met you, I had lived in Huế for 10 years. Đến thời điểm mà tôi gặp bạn thì tôi đã sống ở Huế được 10 năm. Vậy cái chuyện tôi gặp bạn là chuyện ở trong quá khứ. Và cái chuyện tôi đã sống ở Huế tính đến thời điểm đó là được 10 năm. Với các cái cụm từ chỉ thời gian như là before, after, by the time hoặc là when. Đây là những cái cụm từ giúp chúng ta nhận biết ra cái thì quá khứ hoàn thành. Nào, chúng ta cùng làm bài tập. Put the verb into the correct form, simple past or past perfect. Chúng ta có 4 câu. Giờ chúng ta cùng sửa nhé. Câu số 1. I was late. The teacher already gave a quiz when I get to class. Ở đây phải chia hai chỗ trống
đó là chữ already give và động từ get. Một cái manh mối đầu tiên là I was late, động từ cho ở quá khứ rồi. Tôi đến muộn, thầy giáo đã đưa ra một cái câu đố khi tôi đến lớp. Có nghĩa là cái hành động tôi đến lớp và muộn sau khi thầy giáo đã đưa ra câu đố. Vậy thì hành động xảy ra trước, các em dùng quá khứ hoàn thành. Đó là had given. Và có trạng từ already, cho nên các em chen vào giữa. Had already given. When I get, các em chia ở quá khứ đơn là got. Các em ghi chép vào nhé. Number two. Who lived in that house before the Smith buy it? Ai đã sống trong cái ngôi nhà đó trước khi gia đình Smith mua nó? Ai đã sống trước? No, ai đã sống thì các em phải dùng quá khứ hoàn thành. Had lived. Before. Với cái chữ before này thì các em dùng chữ là bought. Tiếp theo câu số 3. Tom win the match although he not play regularly before. Nó vẫn dùng chữ với before. Trước before thì các em dùng quá khứ đơn. Quá khứ hoàn thành. Vậy câu này sẽ là Tom won the match although he hadn't played. Hadn't played. Number four. Đây là một đoạn văn khá dài. Mary have to go to New York last week, but she almost missed the plane. She was standing in the queue in the check-in desk when she suddenly realized that she left her passport at home. Kem chia đi. Ở đây trong cái câu đầu tiên là chữ last week thì rõ ràng là các em phải dùng là had to. Okay. But she almost, cô ấy suýt nữa thì trễ máy bay, suýt nữa. Hành động xảy ra là missed. Cô ấy đang đứng ở xếp hàng để ở trong cái bàn check-in thì bỗng nhiên nhớ ra cũng là một hành động trong quá khứ, realize rằng cô ấy đã quên cái passport ở nhà. Had left. Ok. Sang một cái dạng bài tập khác là choose the best option to complete the following sentences. Đây là dạng bài mà các em hay gặp trong các đề thi, đó là trắc nghiệm. Number one. Đây là một hội thoại. Tom. I lived in Hanoi when I was young. Jack, really? How long? Dot 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 there. Chúng ta có 4 lựa chọn. Thì ở trong câu này có động từ mở đầu là I lived in Hanoi when I was young. Đó, cả hai động từ đều chia ở quá khứ đơn rồi. Tôi đã sống ở Hà Nội khi tôi còn nhỏ. Vậy bây giờ thông thường thì gặp cái chữ how long là các em thường hãy nghĩ đến thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Nhưng ở trong tình huống này thì các em thấy đằng trước đã dùng quá khứ đơn, cho nên chúng ta không thể dùng ở đây là thì hiện tại hoàn thành, bởi vì nó không hề liên quan gì đến hiện tại nữa. Đó. Và rõ ràng một hành động xảy ra trong một khoảng thời gian ở trong quá khứ và hoàn toàn chấm dứt ở trong quá khứ, cho nên phương án chúng ta phải chọn đó là phương án B. Ok. Number two. We did not go out because it. Chúng ta có 4 lựa chọn. Chúng tôi không đi chơi bởi vì cái việc chúng tôi không đi chơi là một cái chuyện ở quá khứ, bởi vì trời đang mưa. Chúng tôi không đi chơi bởi vì trời đang mưa chứ không phải là đã mưa, cho nên chúng ta phải chọn quá khứ tiếp diễn, was raining. Number three. The wind very hard when the ship sailed around the Mediterranean
Si. Chúng ta có 4 lựa chọn. Ở đây có một cái hành động ngắn và hành động dài. Thì rõ ràng gió thổi rất là mạnh khi mà tàu đang gió thổi rất là mạnh khi tàu ở cái vòng quanh ở vùng biển đó, vùng Mediterranean. Ở cái vùng biển đó thì gió thổi rất là mạnh đó, thì chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn was blowing. Câu số 4. His hometown a lot by the time we went back after many years. Chúng ta có 4 lựa chọn. Thành phố quê hương của ông ấy đã thay đổi rất nhiều vào khoảng thời gian anh ấy trở về sau nhiều năm. Đáp án của chúng ta phải là C. Alright, had changed. Tại vì trước cái chữ by the time này, by the time đã có với quá khứ đơn thì chúng ta ở phía trước các em phải dùng quá khứ hoàn thành. Cái thành phố đã thay đổi rất là nhiều, còn việc chúng tôi trở về sau nhiều năm là cái việc của quá khứ đơn. Câu cuối cùng. Trong câu này có chữ while. Có nghĩa là một hành động ngắn và một hành động dài. Các em chọn phương án nào? Câu trả lời phải là B. Ok. Em trai tôi đã bị té trong khi cậu ấy đang lái xe đạp và bị thương. Hurt himself. Hurt himself tức là bị thương. Homework. Bài tập về nhà cho các em. Cô sẽ giao cho các em 2 bài tập. Một bài từ luận và một bài trắc nghiệm. Các em có thể chụp lại và làm ra giấy, sau đó chụp gửi qua Zalo đến cho các thầy cô bộ môn của các em. Phần trắc nghiệm cả em chỉ cần ghi A, B hoặc C vào trong phần trả lời. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là hết. Thank you for your attention. Goodbye and see you again.